Chào anh em nha. Về buôn quê thì mình có đi đánh hai cái bẫy nha anh em. Đánh lý ở buôn quê mình quay cho anh em coi, nhưng mà tại trời mưa giờ mình sẽ đi thăm hai cái bẫy đó nha. Anh em cứ chân mình. Cái còn nguyên mà thôi, chắc chiều thay mồi nữa chứ, chiều thay thay màu chứ, vừa đỡ đó lại. Ở đây nhiều lắm, ghe mình nuôi trong đó mắc miết à. Giờ xuống cái bãi thứ hai nha các bạn. Từ đời chớ trêu cho tay này khi tê tin nạn đi về nơi rất xa. Đây tên nhớ đây cái bụi cái gì ta. Ôi dưới nhau, dưới nhau. Dưới nào các bạn? Dưới một con trùng đen. Con nhỏ. Trùng thấy không? Kẹt 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 á, trùng đen. Dính con trùng đen nha các bạn. Trùng đen còn nhỏ lắm. Để mình quay nó rõ cho các bạn coi nha. À, mình gài ké rô phi nha các bạn. Trùng ở đây thì nó trùng đen, đây là loại loại nhỏ này. Đây con này nó nhỏ lắm, cỡ 20 lạng vậy. Nhìn nó đẹp mà nó kẹt 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 nó hung quá không? Ở ngoài đây nhiều lắm các bạn à. Mình nuôi ghẹ mà nó mất ghẹ con quá à. Đó, núi gần trên kia luôn. Còn mấy con bự mình thấy mấy cái con ta ta ta, ta không, mày siêu dính con này con nhã. Mình quay cận cảnh cho anh em coi nha. Đó, thấy chưa? Đẹp không? Đó, anh em nào mà thích nuôi trồng đèn á anh em ạ. Còn mình với video của mình sẽ gửi tặng anh em để yêu mến mình trong suốt thời gian quê, tặng cho các bạn con trồng đèn nha các bạn. Còn mình với video nha. Hoặc là inbox Facebook Bixin Vlog nha các bạn. Đó. Dạ không quê. Giờ mình đem vô chạy nha. Anh em nào mà giờ mình đỡ mình nuôi nha các bạn. Anh em nào mà muốn nuôi thì hãy comment dưới video, mình sẽ tặng con đây nha. Thanh niên trồng ăn ghè về cái kết nha các bạn.
Ăn gì con về cái kết nha. Rồi, video của mình ở đây cũng kết thúc nha các bạn. Bữa nào dính con to hơn nữa mình quay nữa. À, anh em nào nuôi thích nuôi thì comment dưới video mình tặng cho nha. Tạm biệt các bạn nha.